Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Clip hôm nay mình có rủ dê mấy anh em ở trong clan anh đã già vào chơi chế độ gọi là siêu bựa, cầm Uzi thẩm du chế độ zombie nano. Tìm Uzi đâu điểm danh? Chặn lại thằng quốc chí 7755 gì lại kìa anh em. Chém thằng quốc chí kìa anh em, chém thằng quốc chí kìa, thấy không? Cái thằng chém phong á, đúng rồi, chém phong á, hay. Đúng rồi. Team Uzi đang thiếu người nè, Lên đi thằng cháu bờ đồ, đừng chặn. Ra đi em, đi chém người khác đi, đừng chặn. Anh em Uzi chết bây giờ. Cố lên anh em Uzi ơi. Lên đây mình có bom chậm cho này. Ma nhiều ứng vẫn nhìn thấy các mẹ gì. Anh em đừng chích mân. Lên đi. Lên. Kìa, có đi ta hai trong không anh em ơi, tập trung có đi ta hai trong không. Cần chiến đó. Vâng. Lên đi anh. Anh em. Cẩn thận bom nha, bắt đầu có bom rồi đó. Ôi bạn ơi. Em cẩn thận bom, ôi đi vậy, trắng sàn mẹ rồi. Vừa kêu cẩn thận xong trắng sàn mẹ rồi. Cố lên anh em ơi. Ôi, thằng cháu bờ đồ đi chỗ khác đi em. Mấy anh em team mình đi giết mấy hero team nó đi. Anh em team mình cản đường lại đi anh em, cản đường lại đi anh em. Cả lại. Anh em Uzi đoàn kết, anh em Uzi đoàn kết lại. Cẩn thận anh ơi. Cẩn thận anh ơi. Cẩn thận anh ơi, có thằng bên dưới. Thằng bên dưới nó chém anh kìa. Ok. Ôi giời. Xin bình yên. Đi luôn. Xin vĩnh biệt cu. Chặn cô bơ mình em ơi. Mình nghe rồi anh em ơi. Kêu. Mình không còn chỗ nào lương thân hết. Kêu mấy anh em ơi. Mình không còn chỗ nào lương thân hết. À, đừng chém tao ơi. Giật máy quá. Chui chuồng chó rồi, chui chuồng chó đi anh chặn anh em chặn. Ok, để em chút. Ôi ba chuồng chó này. Ai. Mở cửa chuồng chó đó anh em. Mở cửa chuồng chó. Vô chặn lại nha. Lại hay quá anh em ơi. Sống rồi. Ê, thằng kia mày gồng gì vậy? Ê. Ôi, làm sao mà có thể giết, làm sao có thể trưởng chúng được rùa thịt ngáo được. Thank you anh em Uzi đã bảo vệ. Anh em Uzi chúng ta đoàn kết vãi rồi. Ê, Vick đừng kia chạy bom gì vậy? Làm sao mà có thể chạy bom được? Anh em tao đông lắm. Kệ, mày chờ đấy. Lúc mà em sắp biến thì nó có bị mất máu không? Không anh ạ. Ui trời ơi. Chờ đấy nè, đứng ở trong trường này, chừng đấy. Cay ông. Ai, đâu. Ây xà, làm sao mà trưởng chúng được. Chừng đi. Ai, đau quá. Chừng tiếp đi. À. Anh nhà bên đau. Ai quay ơi. Anh em mình vô nhà đi. Vô nhà là phát cuối người. Anh em làm vô nhà đi. Vô nhà anh em ơi. Nhà full nhà anh em ơi. Làm cái đồng nghẹt đi anh em, mình nghỉ anh em. Chui vô nhà anh em. Lơ anh em ơi. Lơ trong nhà anh em ơi. Ông kia vứt đóng. Ông kia vứt ba zét. Ông kia vứt ba zét luôn. Phải lá trắng quá. Chiều. Quan. Ơi. Xuống dưới. Ok, đi cảm ơn khác đi em, đi cảm ơn mấy thằng ở ngoài đi em. Đừng cứ chui vô nhà. Ok, anh em lên cao. Cao anh em ơi. Bảo kê. Cái bảo kê anh lên cao chứ. Có thằng trốn trong lỗ kìa. Quyền nào mà bóng chán vậy. Quyền cái đường anh em ơi. Lên cao anh em ơi. Cố lên anh em ơi. Hãy làm một trận cuối bùng nổ nào. Toàn mấy thằng không cầm súng thế này. Chơi bởi em méo rồi. Ơi có tên lửa, có tên lửa. Không, tìm mình, tìm mình. Thằng này nó tìm em ra ngoài, đứng với em. Làm gì? Ủa thằng nào chui vào đây nữa vậy, cho nó gia nhập biệt đội luôn anh em. Hoàng mì tôm cái thứ team mình hết nè, đi giết vào nó đi em. Ok, cẩn thận. Anh em ơi. Cho qua bên kia quá, Ok. Anh tôi cầm đua Uzi à, nhà giàu thế, em có một cây thôi anh ạ.
Goji Tiger này. Tiger mới chịu nè. Tiger. Ok, ngon rồi, trận này thủ chắc phải nồi luôn á. Tiết kiệm đạn đi anh em. Bắn súng lục rồi đấy, tiết kiệm đạn đi anh em. Đúng rồi, nhà không có điều kiện anh em, mình phải tiết kiệm. Anh em ơi, trong nhà có hai thằng bên cạnh không phải là team mình này, anh em vô nhà chém chết mọi hai thằng bên cạnh đi. Chém tới lên, tới lên. Chém chém cho nó chém hai thằng bên cạnh nhé. Cho nó chém em. Đồ. Đúng rồi, chém hai thằng bên cạnh đi, chém hai thằng bên cạnh. Ê, ta. Sói ca, không phải team mình, bắn chết mờ đó. Ôi, bấm lửa. Ôi giời ơi. Cố lên anh em ơi, đừng để bọn nó xông lên, cố lên. Trời ơi, có tá nhiều quá. Không biết đâu, chém nó. Hero kìa, chém nó, đúng rồi, hay. Cố lên, thằng nào hero được thì chui vô nhà nhá, bảo kê game nhá. Anh em vẫn đang tất chảy cối. Hay quá em ơi. Cố lên. Tơ! Ôi đi thằng Tơ giết luôn thằng kia ơi. Có thằng hero đi giết luôn rồi. Đạt vô hàn. Ây da, đi phải Uzi đạt vô đạn phế quá rồi. Uzi đạt vô hàn phế quá. Đồ ngáo bắn đó rớt xuống là anh em thủ tiếp rồi. Em bật đạt vô hàn rồi bật không xin em. Dạy múa đây. Đi xuống. Đó chặn đi xuống. Chém mấy không đầu khỉ đi em. Ok, đủ chém. Bóng bóng tránh không thấy cái gì luôn á đồ ơi. Anh em đi tập trung đi chém mấy không có đầu khỉ đi anh em. Đây rồi. Cũng có đầu khỉ đi. Cái đừng giết anh em mang cùng team mình nha. Anh em cứ đừng chém nhầm nha. Đừng cứ giết anh em mang đầu khỉ nha anh em. Đủ quăng bóng khó thằng, không thấy cái gì luôn anh em thằng ơi. Thằng nào không có đầu khỉ mà bên dưới chém luôn. À, thằng nào đeo đồ khỉ nhưng bên dưới chém luôn. Nó không phải anh em team anh em đâu. Đúng rồi. Nó lên kìa đúng không? Măng. Em cẩn thận, có tá kìa em. Anh em thủ cái gì đây? Team mini Uzi đâu rồi? Mini Uzi đâu, không có nữa. Anh không thấy cái gì bắn luôn. Không thấy gì cover luôn. Đây, thấy rồi, team mini Uzi đã nhìn thấy mục tiêu. Bảo vệ tàu Uy Nguyên. Bảo vệ Uy Nguyên. Mày tính chém anh tao mà. Anh em tính chém anh tao. Thằng kia có phải đồ khỉ anh em. Thằng robot chặn nó lại, chặn robot lại, không cho nó qua đây, chặn robot lại. Ok. Thằng đầu chim cánh cụt, các em chặn thằng chim cánh cụt lại. Thằng đầu chim cánh cụt lại. Ôi chết lên kìa rồi, chết vào đây, em rớt rồi. Kêu ruộng. Hay lắm anh em, tới cái thằng Yubi lên kìa, thằng Yubi lên kìa. Kêu. Hay quá anh em ơi. No, hai anh em. Team mini Uzi bất bại. Kêu lên kìa anh em ơi, cẩn thận. Mày, nó lên kìa. Cẩn thận, anh em ơi, nó độc quá. Ô, nó độc quá, giờ mày lên, cùng Kêu, thằng này đi ra nào, thì không ai. Thằng nào hết đạn thì có thể liều mạng xuống nòm nhá. Ê, nó chồng lên kìa. Chết rồi, đánh chặn rồi. Anh chặn chút. Ơ, đi không ơi. Đồ team mini Uzi là bị toán anh. Team mini Uzi. Không sao. Anh em làm vậy là quá ok rồi. Anh em mình đang cố gắng hết sức. Thôi chờ trận sau anh em mình vô nhà đi rồi. Vô nhà không? Ok, sao vô nhà nhé. Sao anh em vô nhà? Thấu trong nhà anh em ơi. Vô nhà. Đừng có quăng bom em, anh cứ không có mang item thấy cái đường đâu. Anh em hạn chế quăng bom nha. Quăng bom tụi nó anh em. Đừng quăng bom anh em. Quăng tụi nó ngoài á, đồ quăng bom ở trong đây không thấy gì hết anh em ơi. Rồi ok, điểm danh. Ồ, được, anh em mình đông này. Yo. Con định bậy nhầm tơ ơi. Nhầm tơ nữa anh ơi. Đồ ngã làm tơ. Lên em ơi, lên cháu vừa rồi, lên đây. Ok, anh em thủ tới đây, tới chết nha anh em. Mày. Tới chết nha. Weeboo à mày. Ok anh em ơi, lên. Thằng này, ham nè. Đây, anh cho mày mượn cái súng đục cào phíp nè. À, Huy Nguyễn bò lạc, thằng Huy Nguyễn bò lạc. Bò lạc, thằng nào bò lạc bên ngoài mình chém hết. Kìa, né ra anh lụm cái mát người coi. Ú, tao nó cướp, cho mượn cái cào phíp mà mày tính cướp cái mát người của tao, để tao sống được. Anh em mini gì, đàn nhà đã nghèo rồi. Đã nghèo chứ cướp súng nè em.
thằng vô kìa anh em. Có vẻ có vẻ lỡ tôi. Cẩn thận, có tơ tạt vào. Ôi ôi nó rồng. Né đi em ơi. Né. Né đi em. Né đi em. Ghê ghê vãi anh em ơi. Để mình ở đây mình review anh em ơi. Để đừng bắn mình, để mình review anh em ơi. Ôi, đừng bom kìa em ơi, đừng bom kìa anh em. Thằng cháu mở đồ sao bắn anh vào vậy? Ôi, đừng bom anh em ơi, chạy. Chạy anh em ơi. Đủ quá, anh mê chim bảo vạn. À, anh em là mê chim bảo vạn biết rồi. Anh em là mê chim bảo vạn đang tập tim. Chạy, chạy, Anh em là đang cân tim. Hay quá, hay quá. Ui dồi ôi. Sao anh không chém một game nhìn em làm cái gì? Không biết thằng nào ông chó thiệt. Trốn đâu được, giờ dần này anh em thủ ở đâu? Anh em trên cao đi, trên cao dễ ném bom mà anh. Ờ, trên cao đi anh em, tất cả lên trên cao đi. Anh em lên cao, lên chỗ cũ anh em ơi, Biết đỏ anh em lên cao anh em ơi. Anh em chồng cho nhau lên trước đi, chồng cho mấy thằng team mình lên trước đi, đúng rồi. Chồng cho mấy thằng team mình lên trước đi. Để con thủ. Rồi quay kia thủ luôn anh em, thủ luôn. Cái này cầm bệnh nó làm zombie nữa. Rùa ngáo đập cứt chó làm zombie mày chơi. Đến mà anh chơi vô tục chơi zombie đâu zombie làm zombie mày vậy. Anh em đâu? Rùa ngáo đi chém bên kia đi rồi. Ô thằng này có phải thằng này team mình không vậy? Ờ thằng kia thì có vẻ là team mình nhỉ, nó lên trên cao có vẻ là team mình này. Yo anh em lên anh em. Đông rồi anh em ơi. Cẩn thận nhá. Anh em giữ có thằng tơ lên kia. Tơ lên. Má bọn nó chạy smoke nhiều quá chả nhìn thấy mẹ chứ. Không thấy gì ở đây mày. Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Thấy gì luôn anh em ạ. Không thấy cái gì luôn. Bớt chọi đi anh em. Ê đưa con bom. Nha anh em ơi. Cẩn thận. Né đi em ơi. Chơi cao né đi. Né. Chơi cao. Ui dồi ôi. Anh em đâu cái khớ đâu chạy hết trơn vậy. Má bảo như thế rồi không né, đéo hiểu luôn. Anh em hạn chế được cái bằng bông khói. Nếu thấy gì để bắn được cái bằng bông khói anh em ơi. Chơi bình thường thôi, đừng bằng bông khói em. Cái đường. Lên bàn thờ đi. Lên bàn thờ ăn bom cho đủ. Lên bàn thờ là ăn bom multi kill luôn. Lên đứng dồn một cục cái chữ multi kill. Lên cao tiếp đi. Lên cao đi cao anh em ơi. Lên cao đi ném hả? Bay cả lịch sao lắc đấy. Tại vì lắc. Lên em. Má chìm bi nữa. Mẹ ơi. Lên rồi đây. Game đâu mà. Cày tê nhờ. Cứ quăng bom đó anh em ơi. Ơ đủ. Quá tao bi cái này đi đâu ra vậy? Đâu ra vậy? Thằng này xuống dưới em. Tay mình xuống dưới. Tay mình mà còn hù tay mình nữa chứ. Phải trường thật. Anh em đầu khỉ xuống dưới. Thấy gì luôn. Lần cứ gói vôi vai. Lên em ơi. Lên Nguyễn Tú 99 anh cô vợ cho lên đây. Sao đủ mấy. À thằng hình như thằng này tim mình. Ok em ơi. Anh em bọc khỉ còn đông không? Ồ còn đông anh em mình còn đông lắm. Ê kìa nó bay lên kìa. Đây mấy thằng không được khỉ em có thấy rồi. Chạy đi em. Bắn đi, chạy gì anh? Không có tao chịu bom đâu, chạy bắn đi. À có tao chịu bom rồi. Ba tao chịu bom rồi nhá. Chờ tao, nó đang gồng. Nó đang gồng rất to, bốn tao chịu bom rồi. Lâm hop. Thủ đi, thì vậy anh em chơi tiếp xanh chín mẹ nhất, chát thật. Không giành chín này. Ba cua này. Lâm hop bị té nó chứ phải cái trưởng thật. Thằng ai đi nhặt hòm đi em, anh dưới ke cho này, nhặt hòm đi. Chạy anh em ơi, anh đã già vẫn còn sống anh em. Anh ấy già xuống đây. Đi ra đi, đừng chơi anh. Đừng đi, chạy đi em, anh chạy, chạy đi. Chạy đi. Rồi chạy đâu đi em, chết mẹ rồi đây. Chết mẹ Huy Nguyễn rồi đó, chết mẹ Huy Nguyễn đi. Lao cái chó kìa. Tiếng Anh còn sống kìa. Nhân vật trong chó nhân kích kìa. Chết mẹ đó. Video gì, đù, vẫn còn sống anh em ơi. Đâu, lên trận rồi đây anh em. Lên trận tiếng Anh anh em. Bảo vệ cho chứ bất tử. Chạy tới đó anh em. Bị ông bom chết rồi. Thằng Hoàng mì tôm giết đồng đội không? Hát thiệt. Chơi giết đồng đội anh em ơi.
Lần tiếp rồi, tiếp rồi. Rùa ngáo chưa một lần được thủ anh em à. Nó làm zombie 3 trận liên tiếp. Chờ đến đây. Tháo ai tim mẹ rồi. À, anh Gia Đà đi ơi. Anh Gia Đà xin phí quyền cụ anh em ơi. Mẹ zombie nữa, cái kiếp đồng để cay thế nhở. Zombie hoài ta. Mẹ. 4 game rồi đó. Rùa ngáo đập tiếng chó lên mà. 4 game luôn à. Ồ, cay dữ không. Không sao, em sẽ là người để đi mình review nha anh em, đừng bắn mình nhá. Đâu. Mấy thằng đầu khỉ này không phải team mình đúng không? Ờ mấy thằng đầu khỉ này nhưng không phải team mình này. Để mình giết mấy thằng này ấy. Mày hả? Mày này. Rồi thằng nào nữa, thằng nào? À đây, nhiều lắm. Anh em cứ yên tâm đây, đổ mà mình giết bớt mấy thằng này là anh em. Anh em có người để bắn à. Ôi thủ lý em ơi, cố lên em ơi. Lên kìa, lên kìa. Bom cẩn thận nhá. Để mình review đây. Ta lỡ kìa. Ôi. Trời ơi, đổ mất sai game thủ Sida. Thằng tiếng Anh đi rồi. Thằng tiếng Anh chạy cối. Lên chạy cối. Anh em team mình đừng chọn bom team mình chứ. Đồ anh em team mình giết team mình không vậy? Anh em bình tĩnh. Team mình không được giết team mình nha anh em. No. Anh em ráng cướp hầm lửa đi, xong rồi đừng cho mấy thằng vô team tụi nó lụm được cái ông ta lửa anh em. Chiến thiệt. Ủa có thằng nào không phải hero team mình không? À thằng tao AK47 đấy phải đúng không? Đổ mày đi con trai. Thiệt á, team mình. Team mình hả? Team mình đúng không? Team mình đúng không? Team mình. Vô đây, 1-4 này, vô đây. Solo anh em ơi, solo. Vô đây 1-4 này. Đồ nó chém anh đi già, phê dữ trời. Vô đây. Chép 4 hero luôn. Ồ, anh đã chém được miếng rồi nha. À, anh với ai đi à? Hai anh em mình xông lên chuẩn bị càng quét đó nha. Còn 40 là anh em mình lên càng quét đó nha. Bọn bay chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị g các kiểu đi. Chuẩn bị g đi. 40 là lên à, 40 là lên à. Chuẩn bị tinh thần đi. Xuống tay 9 mày, đúng rồi, nhảy lên trên đấy kìa. Yo. Yo tay 9 tụi nó em ơi. Tay 9 tụi nó. À bọn này trốn. À nó nhảy xuống. Nhảy xuống này. Xông lên. Mày có AK47 à, tao có lục này. Tao biết AK47.